Hôm nay cụ ăn Tết nhà em đấy, anh nhớ phải chúc thọ cụ biết chưa? Anh biết mà. Dạ, con chào cụ, con chào hai bác ạ. Cháu và ông nữa. Dạ ơn. Con chúc gia đình mình năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, và cuộc đời như thơ, mà tâm hồn như nhạc á. À ông nữa cháu. Cụ, đầu tiên là kính lão đắc thọ, con xin chúc cụ năm mới sống lâu trăm tuổi ạ. Kìa anh. Cảm ơn anh, tôi đã chỉ thị rồi anh ạ, chỉ còn mấy ngày nữa là tôi trăm thôi. Biết thế lì xì bằng bánh plus cho xong. Lì xì với bánh plus, không phiền toái, Tết thoải mái.